cuối tuần tôi hay vào bếp chuẩn bị những món ngon, nhưng chính mình lại không dám ăn nhiều vì sợ tăng đường huyết. Vì thế tôi đã tìm cho mình một trợ thủ. Chỉ cần quét cảm biến, tôi biết ngay tình trạng đường huyết của mình và lựa chọn món ăn phù hợp. Theo dõi đường huyết liên tục, tôi có thể điều chỉnh chế độ dinh dưỡng và tập luyện phù hợp. Chỉ số HbA1c của tôi nhờ vậy mà giảm xuống rõ rệt. Freestyle Libre đã được nghiên cứu lâm sàng giúp giảm chỉ số HbA1c 0,82% chỉ sau 10 tuần. Cùng Freestyle Libre, hiểu rõ đường huyết, tự tin kiểm soát đái tháo đường. Đăng ký trải nghiệm ngay hôm nay.